Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 25 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Gia tài niềm tin của chính quyền Việt Nam có gì. Tháng 10 năm 2019, tại buổi thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân khi đó là ông Thuận Hữu đã nêu lên nhiều lo ngại về vấn đề văn hóa, trong đó có mạng xã hội, và lên tiếng rằng mạng xã hội đã chửi từ trên xuống dưới, không chừa một ai, chửi tràn lan cơ quan công quyền như hát hay. Phát biểu của ông Thuận Hữu lúc bấy giờ lập tức bị cư dân mạng chửi tiếp và chế lại chính câu nói của ông Nguyễn Phú Trọng để chế giễu như mình phải có thế nào thì dân mới chửi chứ. Đây là hình ảnh tự hào về thành tích chống dịch Covid của Việt Nam. Ông Nguyễn Xuân Phúc khi còn làm thủ tướng hồi năm ngoái đã phát biểu giữa Quốc hội rằng nếu cột điện ở Mỹ mà biết đi thì sẽ về Việt Nam. Gần 2 năm sau, vào ngày 16 tháng 9 năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư đến người dân thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ những mất mát về sức khỏe, tính mạng của người dân thành phố trong đại dịch COVID-19. Ông Phúc lại tiếp tục khẳng định rằng gia tài lớn nhất của chính quyền là niềm tin của nhân dân, đồng thời kêu gọi tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó cao sơn giữa chính quyền với nhân dân. Giáo sư Nguyễn Đình Cống đã bình luận điều này qua email với đài FA vào sáng 20 tháng 9 như sau. Đó là một câu rất hay, rất đúng. Nếu lãnh đạo đất nước có được nhận thức như thế, làm được như thế thì sẽ rất tốt cho dân, cho nước và xứng đáng được nhận dân ghi công đức, được lịch sử biểu dương. Nhưng trong những năm qua, thực tế chứng tỏ lãnh đạo chưa làm được hoặc làm một cách lệch lạc. Vì sao lại như vậy? Vì rất có thể họ nói thế nhưng nhận thức không đúng như thế. Nói thế chỉ để tuyên truyền. Phải chăng thực tế họ chỉ xem dân như những người bị cai trị và phải đời đời nhớ ơn họ? Lãnh đạo muốn biết ý kiến thật của nhân dân thì phải chấp nhận tự do ngôn luận, tự do báo chí, hoặc ít nhất cũng phải chấp nhận đối thoại với những người phản biện. Tự do ngôn luận là một quyền quan trọng của công dân, được ghi trong hiến pháp, nhưng chính quyền lại không cho thực hiện vì Quốc hội chưa làm luật. Đó là điều hết sức vô lý ở đất nước này. Chủ tịch nước các đời biết rõ nhưng không xúc tiến. Phải chăng là do nhận thức? Ông Võ Minh Đức, người từng là sĩ quan quân đội, làm công tác chính trị từ những năm 90, đã nêu quan điểm của mình với đài FA như sau. Từ xưa đến giờ, về mặt tuyên truyền, về mặt hình thức cũng như phát ngôn từ trong công chức, thì vẫn nói lấy dân làm gốc. Họ luôn hô hào là tất cả là của dân, do dân và vì dân. Cho nên câu gia tài lớn nhất của chính quyền là niềm tin của nhân dân cũng là một câu nằm trong sâu chuỗi đó thôi. Trong thực tiễn, tôi thấy họ lấy dân làm thớt nhiều hơn. Nhiều chính sách không hợp lòng dân làm mất niềm tin của nhân dân. Đây là hình ảnh bị phong tỏa, người dân tại thành phố Hồ Chí Minh đang phải chui hàng rào mưu cầu thực phẩm. Nếu hòa nhập vào quần chúng thì mới thấy người dân họ bức xúc như thế nào. Tôi không nói hết hơn 90 triệu người dân, nhưng nói một cách công tâm thì ít nhất hơn 50% người dân không còn niềm tin. Họ mong có một sự thay đổi về lượng, về chất, chứ còn cứ ra giả tuyên truyền thì nói thật, ai nghe thì cứ nghe, chứ bản thân tôi thì không nghe. Nếu hỏi tôi thì tôi sẽ trả lời là tôi mong muốn cái thể chế này, cái cơ chế này, cái môi trường sống này được thay đổi càng nhanh càng tốt. Niềm tin của dân vào chính phủ đã bị cho là ngày càng ít do những phát ngôn bất nhất từ nhiều năm qua. Cách đây đúng 36 năm, vào ngày 12 tháng 9 năm 1985, khi tin đồn đổi tiền được lan truyền ngấm ngầm trong dân chúng, thì trang nhất của báo Tuổi Trẻ có bài viết bẻ gãy thủ đoạn tung tin đổi tiền của gian thương, v.v. Hai ngày sau, nhà nước có lệnh thu hồi tiền cũ và đồng loạt thay tuyển mới. Liên quan đến việc chống dịch COVID-19, có thể nêu một ví dụ cụ thể khiến người dân không biết đâu mà lần. Đó là vào hôm 6 tháng 7 năm 2021, Đài Truyền hình Quốc gia thông báo không hề có chuyện đóng cửa thành phố Hồ Chí Minh từ 10 đến 15 ngày như thông tin lan truyền trên mạng xã hội từ chiều qua. Tới chiều tối ngày 7 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong là thông báo áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng từ 0 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2021. Thời gian áp dụng là 15 ngày. Với những phát ngôn không đúng sự thật được chính quyền đưa ra như thế, niềm tin của người dân bị mai một, thậm chí mất đi ngày càng nhiều.
Nhà báo tự do Phạm Minh Vũ thì bình luận với đài FA về ý kiến của ông đối với trường hợp ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông nói, trong lúc nhân dân ngán ngẩm cả hệ thống chính trị vì sách lược chống dịch sai lầm, dẫn tới sự thất vọng và niềm tin vào nhà cầm quyền không còn, vì chính quyền không thể che giấu sự yếu kém của mình trong đại dịch. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung nhân dịp chuyển giao chức vụ Thủ tướng. Lời của ông Phúc nói ta phải đặt trong bối cảnh đất nước bị thụt lùi về mọi mặt, nhất là đại dịch đã bày ra cho thiên hạ thấy Đảng Cộng sản không có đủ khả năng lãnh đạo quốc gia vì yếu tố độc quyền về chính trị, nên ông Phúc nói bừa như thế để trấn an dư luận, hay nói khác là trấn an đảng của ông ấy. Trên thực tế, ở Việt Nam, đâu có một cuộc điều tra xã hội để thống kê về niềm tin trong dân lớn ra sao. Nếu có, tôi tin rằng ông Phúc đã cảm thấy tổn thương vì cái niềm tin đó do đảng ông ấy tự huyễn, hoặc vì không có cuộc điều tra thực tế nên khẳng định lời ông Phúc nói là bịa đặt, vu khống. Để chứng minh cho nhận định của mình, nhà báo Phạm Minh Vũ kể rằng trong một live stream của anh trên trang Facebook, đại đa số các comment đều bình luận, tức là phản bác lại lời của các ông lãnh đạo nói. Họ chỉ trích thẳng về vấn đề hỗ trợ của chính phủ. Họ không còn đặt niềm tin vào đảng, thậm chí khinh đảng ra mặt. Và khi nhận định gia tài lớn nhất của chính quyền là niềm tin trong dân, trong thư gửi người dân thành phố Hồ Chí Minh vào hôm 16 tháng 9 vừa qua, ông Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cần có nhiều kênh, nhiều cách để lắng nghe ý kiến của dân, tâm tư, nguyện vọng của người dân, đáp ứng ở mức cao nhất, kịp thời nhất những nhu cầu của người dân trong khả năng cho phép của chính quyền. Và thấm nhận quan điểm rằng không để bất kỳ người dân nào bị bỏ lại phía sau trong đại dịch. Giáo sư Nguyễn Đình Cống tiếp tục đưa ra nhận định của mình với đài FA qua email như sau. Đối với chính quyền, dân có các loại với tâm tư, nhu cầu và niềm tin khác nhau. Chỉ tạm kể các loại A, B, C. Loại A thì nhận được nhiều ưu đãi của chế độ, họ tin hoàn toàn vào chính quyền. Đây là hình ảnh thống kê số lượng người nhiễm COVID so sánh số tử vong tại Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 23 tháng 9 cho thấy tỷ lệ tử vong ở Thành phố Hồ Chí Minh là gần 4%. Số người tử vong cao hơn gấp đôi so với mức bình thường trên thế giới. Còn loại B là loại đại đa số người lao động phổ thông, nhu cầu của họ là được yên ổn làm ăn, họ tuân phục và sợ chính quyền, không dám trái ý chính quyền. Và loại C là gồm một số người trong tầng lớp trung lưu, trí thức, họ cần các quyền tự do dân chủ. Họ có một số ý kiến bất đồng với chính quyền và muốn phản biện nhưng bị ngăn cấm, bị đàn áp. Ông Phúc cho rằng cần có nhiều kênh, nhiều cách để nghe ý kiến của người dân. Từ trước đến nay, chính quyền và đảng chủ yếu chỉ thu thập ý kiến của dân loại A và một số dân loại B. Còn những người loại C có ý kiến phản biện bị xem là thế lực thù địch. Thế thì ý kiến thu được chưa đại diện cho tầng lớp tinh hoa của người dân mà chỉ là những người được họ ban ơn hoặc bị họ khống chế. Là ý kiến của các buổi họp cử tri với thành phần đã được lựa chọn trước, là ý kiến do mặt trận thu thập dưới sự giám sát chặt chẽ của tổ chức. Về mặt khoa học, những ý kiến như thế không có giá trị. Suốt bao nhiêu năm qua, người dân dường như không còn quan tâm đến nhiều đến những phát ngôn sai lệch ngớ ngẩn của một số quan chức. Nhưng với đợt Covid-19 bùng phát, quyền lợi của từng người dân đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thì những phát ngôn trái sự thật lại bị người dân đem ra mổ xẻ dữ dội. Người sáng lập ra dòng sách Hạt Giống Tâm Hồn và nay là giám đốc nhà xuất bản Chí Việt, ông Nguyễn Văn Phước viết trên trang Facebook với giọng điệu xót xa rằng nhiều người bạn có tuổi từ Bắc chí Nam đều ngậm ngùi chua xót than thở. Giờ mới quá thâm thía mà không thể làm gì được. Người dân ta trẻ già trước giờ đều quá vô cảm, thờ ơ với chính trị, chỉ lo yên phận tìm kế kiếm ăn. Giờ mới thấy cái giá phải trả quá đắt. Đây là hình ảnh trên thông tin báo Tuổi Trẻ về giá vaccine của Trung Quốc là đắt nhất trên thế giới. Vào hôm 22 tháng 9, chính phủ đã phê duyệt mua đến 20 triệu liều vaccine của tập đoàn Sinopharm Trung Quốc. Và khi đọc thông tin rằng chính phủ ra nghị quyết mua 20 triệu liều vaccine của tập đoàn Sinopharm Trung Quốc, rất nhiều Facebook đã than trời. Bởi lẽ vaccine của Trung Quốc là đắt nhất thế giới với giá khoảng 19-36 USD trên một liều so với vaccine của AstraZeneca của Anh chỉ có từ 2-5 đô la trên một liều. Facebook Vinh thì viết rằng tủi nhục tràn đầy đất nước tôi có bao giờ như thế này chăng? Mua hàng hóa không được quyền khiếu nại. Trung Quốc thì hoàn toàn nắm đằng chui trong hợp đồng này. Việt Nam không được khiếu nại bất cứ thứ gì liên quan đến vaccine.
dù nó là thuốc độc giết người hoặc chỉ là một thứ nước cất vô hại. Rõ ràng đây là một hợp đồng mà bên mua ký khi nhắm mắt chứ không phải mở mắt, giống như bị bên bán dí dao sau lưng bảo ký vậy. Một nghị quyết liều mạng, một hợp đồng liều mạng, đã bao lâu rồi nhà nước này chấp nhận mua bán kiểu ấy? Đọc nghị quyết mua vaccine tàu của chính phủ, kỳ lạ là tôi không thấy giận dữ hay phẫn nộ như công chúng, nhưng một cảm giác tủi nhục xâm lấn lấy bản thân. Tôi liên tưởng ngay đến hình ảnh Tây đại sứ tàu nghênh ngang trong ngôi nhà Việt của chúng ta, thấy Vương Nghị lớn nói hách dịch, uốn lưỡi cú diều. Khi đặt chân qua thăm đất nước mình, thấy những hòn đảo của quốc gia mình biến mất vào tay chúng nó, và xác đàn bà con nít của nước mình bị chúng nó thảm sát trong cuộc chiến 1979. Vậy mà tôi không hề thấy hình ảnh Trần Bình Trọng đâu cả. Vị quan võ oai hùng của người Việt tha làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc xưa kia. Hào khí biến mất, chỉ còn nỗi nhục nhã tràn đầy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 25 tháng 9 năm 2021 với bản tin Gia tài niềm tin của chính quyền Việt Nam còn gì. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.